Chỉ trong một tuần thì hai ông phó chủ tịch lần lượt mất chức. Ông phó chủ tịch VFF Trần Mạnh Hùng mất chức vì trời tục. Ông phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ bị kiểm tra đột xuất, sau đó thì bị khoác lên mình chiếc áo mua dâm. Những đòn rất bẩn đã được tung ra và hạ sát đối thủ chỉ trong nháy mắt, khi mà tất cả các nạn nhân đều không kịp trở tay. Và điều gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam khi mà nạn nhân dường như đã mất tất cả, thứ họ lấy được duy nhất đó là rất nhiều sự ê chề, rất nhiều tai tiếng. Và xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Vlog Minh Hải số tuần này, để kể với nhau nghe những câu chuyện liên quan đến cuộc nội chiến của VFF, cũng như là những mưu hèn kế bẩn mà đối thủ đã tung ra để hạ bệ đối phương, đặc biệt là trước các thềm đại hội. Phàm là loài người thì ai cũng có kẻ thù, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Với dân bóng đá thì đặc biệt không ai có thể tránh nổi. Vui mừng nhất là chúng ta có những kẻ thù lộ thiên, nhưng sợ nhất là những kẻ thù giấu mặt mà họ bí mật tung chưởng. Ở vlog trước thì chúng ta đã nói cho nhau nghe về một mưu hèn kế bẩn, vụ ghi âm lén kích động đối thủ trong cuộc họp mang tính hòa giải để rồi tung cái băng ghi âm đấy ra ngoài. Thì phó chủ tịch của VFF Trần Mạnh Hùng, chàng trai đất cảng, đã hy sinh. Mất mát là quá nhiều, uy tín của ông ấy, hình ảnh của ông ấy, thậm chí là hình ảnh của con người Hải Phòng cũng bị bôi nhọ. Và đến bây giờ thì người ta đang thuyết phục, thậm chí là gây áp lực để ông ấy rút ra khỏi cuộc chạy đua trở thành phó chủ tịch phụ trách tài chính ở khóa tới. Tuy nhiên thì ảnh hưởng nặng nề nhất phải liên quan đến VFF, liên quan đến VFF và liên quan đến bóng đá Việt Nam. Một hình ảnh mà U23 Việt Nam của chúng ta đang vừa mới làm nó đẹp lên thì những người lẽ ra phải làm cho nó đẹp thêm nữa lại bồi bẩn. Tuần này thì chúng ta sẽ nói đến nghi án, tôi nhắc là nghi án mua dâm mà bây giờ mọi người vẫn mỉa mai gọi là tình yêu đẹp. Ông Nguyễn Xuân Gụ mất quá nhiều thứ: danh dự, uy tín của một cựu chiến binh đặc công, một nhà báo lão làng, một đảng viên. Ảnh hưởng thẳng đến VFF, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến con cháu. Phải công nhận là đối thủ đã ra một đòn quá độc, quá hạ lưu, quá nhanh, quá dã man và khiến cho ông mất tất cả chỉ trong một nốt nhạc, mất theo cách không thể lấy lại được nữa. Cách đây phải đến 3 năm rồi, tôi có nghe một cái câu chuyện theo đúng kiểu như thế này, là họ cũng muốn hạ bệ ông Xuân Gụ theo cách như thế này, nhưng không muốn liên lụy đến một người vô tội khác. Cuối cùng họ đã thôi, nhưng trong những ngày cuối cùng ở nhiệm sở của mình thì ông Nguyễn Xuân Gụ đã để lộ ra một thông tin quan trọng. Đấy là trong ngày ông đã post lên Facebook của mình cái chuyến bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy thì ông đã kể về những cái câu chuyện liên quan đến ngoài lề, không liên quan gì đến bóng đá cả, nhưng đối thủ đã biết ông vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và đương nhiên rồi, với những người nghiên cứu đối thủ đến từng chân tơ kẽ tóc thế thì họ sẽ biết là ông Xuân Vũ sẽ đi gặp ai, sẽ làm gì, và chắc chắn là họ sẽ tung một mẻ lưới. Rất đơn giản và gọn gàng, ông Vũ đã xa lưới. Điều rất dã man nằm ở chỗ những tấm ảnh rò rỉ ra ngoài, và không khó để nhận ra rằng những tấm ảnh này được chụp và được tung lên một cách có chủ ý. Một điều rất đáng chú ý là tất cả những tấm ảnh được tung lên mạng xã hội thì cái thần thái của ông Nguyễn Xuân Vũ đều rất tệ. Mà người ta nói bây giờ quan trọng nhất là thần thái. Xem những bức ảnh như thế này, người ta có cảm giác rằng ông Xuân Gụ đã phạm pháp thực sự, mà trông ông giống như là một tội phạm vậy. Tất cả những tờ báo lá xanh, lá vàng, lá cải, lá đỏ đều thi nhau giật những cái hàng tít, mà ở trong đó luôn luôn có cái từ mua dâm. Liệu có phải là mua dâm? Nghi án mua dâm, như thế nào là mua dâm? Ông Nguyễn Xuân Gụ là phó chủ tịch phụ trách truyền thông, và cuối cùng ông dính đúng cái đòn do mình phụ trách. Và đây người ta gọi là gậy ông đập lưng ông. Phải nói là một đòn cực độc, cực hiểm, cực ác, đánh vào tất cả những cái điểm yếu nhất của ông Xuân Gụ. Câu hỏi đặt ra là bây giờ ai là người đứng ra hạ ông Gụ theo cách hạ lưu như vậy? Thì hiện nay đang có rất nhiều người, trong đó thậm chí là cả ông Nguyễn Xuân Gụ cũng nghi ngờ rằng đấy có thể là phe của Lê Hoài Anh, tổng thư ký của VFF. Bởi vì là ngay sau khi ông Xuân Gụ nộp đơn xin từ chức và rút lui khỏi cuộc đua trở thành phó chủ tịch phụ trách truyền thông của nhiệm kỳ tới, thì ông nói rằng là sau 15 phút thì tất cả các báo đều biết. Và thông tin này thì đương nhiên là tổng thư ký là người biết đầu tiên. Vì theo lẽ thường thì sau khi nhận được những thông tin như thế thì tổng thư ký Lê Hoài Anh phải báo cáo với ban chấp hành, báo cáo với thường trực, sau đấy xin ý kiến mới được công khai. Và điều này thì khiến cho mọi người cảm giác rằng là rất là logic. Nhưng với cá nhân tôi
Và với những cái gì tôi đã hiểu về anh Lê Hoàng Anh thì tôi nghĩ anh không phải là con người hạ lưu, vô đạo đức đến mức như thế. Và nếu như muốn hạ ông Xuân Gụ thì trong suốt những năm làm việc vừa rồi, tôi nghĩ là anh Hoàng Anh đã có không ít cơ hội để có thể làm được việc đó. Cho nên đây là một cái khả năng có thể xảy ra, nhưng tôi lại tin ở mức độ thấp nhất. Vì rất nhiều lý do khác nhau thì ông Xuân Gụ có rất nhiều những kẻ thù. Cách đây khoảng tầm 1-2 tháng thì tôi cũng đã bắn tin khi mà tôi nghe được một cái thông tin là có nhiều người muốn gây áp lực với ông bằng vũ lực. Thì tôi đã bắn tin cho một người thân trong gia đình. Và lúc đấy thì tôi có khuyên ông Gụ là thôi, cố gắng là đừng đi dạo vào buổi tối nữa, đặc biệt là đi dạo ngoài đường. Thứ hai là đi về nhà ấy, thì cửa phải khóa thật chặt. Và thứ ba nữa là nếu như không có một cái gì đấy đặc biệt nghiêm trọng thì cố gắng đừng đi ra ngoài. Và quả thật thì ông Xuân Vũ cũng xác nhận với tôi là trong khoảng tầm một tuần thì có 3-4 kẻ lạ mặt thường xuyên đi quanh khu vực nhà ông. Và điều này thì cũng khiến ông cảm thấy lo lắng phần nào. Thú thật là đến bây giờ thì cũng không ai biết một cách chính xác kẻ nào đã xuống tay hạ bệ ông Nguyễn Xuân Vũ, trừ chính thủ phạm và tay chân của họ. Và có một cái giả thiết được đưa ra là liệu đây có phải là một vụ ngẫu nhiên mà tình cờ hay không? Thì thực sự đây cũng là một khả năng có thể xảy ra. Nhưng tại sao ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta mỗi một ngày có thể bắt bao nhiêu vụ như thế nhưng không có vụ nào giống vụ nào? Và đặc biệt là khi chúng ta xem những cái bức ảnh ấy, các bạn có thể xem lại cái bức ảnh. Đầu tiên là bị bắt này, sau đó là cúi đầu này, và cái đặc biệt là cái cảnh mà ông lên ô tô ông đi. Thực sự là với những cái hình ảnh như thế này thì người ta rất khó có thể thuyết phục nhau rằng đây là những hình ảnh không phải bị sắp đặt. Và đương nhiên đây là một câu chuyện cực kỳ nghiêm trọng về mặt pháp luật. Ai là người sắp đặt chuyện này? Ai là người đã chụp ảnh và tung tin ra ngoài? Và liệu cái kíp làm việc đó có thực sự hoàn thành nhiệm vụ của mình khi nếu như để cho một người nào đấy trà trộn vào với mục đích xấu? Khi bạn đã bước chân vào làm bóng đá, bạn không thể không có kẻ thù. Nếu bạn vào một giây nào đấy thì đương nhiên bạn sẽ là kẻ thù của những giây đối diện. Còn nếu bạn đứng với tư cách là một người trung lập, một mình, thì lúc đấy bạn coi như một mình bạn đứng một giây. Và lúc đấy thì tất cả các đối thủ khác đều coi bạn là kẻ thù, hoặc ít nhất không coi bạn là đồng đội. Và đương nhiên bạn thân cô thế cô. Thì nếu bạn không bị loại vì việc này thì bạn cũng sẽ thua ở trong chuyện khác. Cho nên là thực sự là người ta luôn luôn có xu hướng là sẽ đi theo một cái hướng nào đấy, đi theo một ai đó, và cuối cùng thì trở thành, tự biến mình trở thành kẻ thù của những người khác. Trong cuộc đời làm báo của mình thì tôi cũng gặp gỡ được rất nhiều người, và cũng chẳng khó khăn gì để mà biết được rằng kẻ thù của họ là ai. Cứ mỗi lần gặp mình mà họ cứ nói xấu người này người kia, nó lặp đi lặp lại, thì đương nhiên là chúng ta biết là kẻ thù của họ rồi. Và nếu như chúng ta biết được kẻ thù của chúng ta thì đấy là điều rất may mắn. Bởi vì thực sự là nếu mà chúng ta biết được kẻ thù của mình thì còn có cái cách, hoặc ít nhất là chúng ta còn cảnh giác. Chứ còn nếu mà chúng ta không xác nhận được đâu là đối thủ của mình, đâu là kẻ thù của mình, thì điều đấy là điều cực kỳ kinh khủng. Nhưng có một trường hợp kinh khủng hơn là những người đã từng là đồng đội với nhau, những người đã từng chung lưng đấu cật với nhau trong những phi vụ mà họ biến chuyển bạn thành thù. Điều đấy là điều cực kỳ nguy hiểm, bởi vì họ đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, và khi họ mà ra đòn thì rất khó để cho đối thủ có thể trở tay kịp, và lúc đấy thì không còn cách nào khác ngoài lĩnh hậu quả. Thú thật là đối đầu với kẻ thù lộ thiên đã khó, nhưng mà nếu mà đối đầu với kẻ thù bí mật thì còn khó hơn cực kỳ nhiều. Họ hạ nhau một cách nhẹ nhàng mà vô cùng đau đớn. Đó có thể là những thông tin xấu mang tính bịa đặt, hoặc là những thông tin xấu về đối thủ thật nhưng lại được truyền tải theo một cách đầy ác ý, khiến cho đối thủ mất uy tín, mất sự ủng hộ và mất luôn cả cơ hội. Trước những cuộc bầu bán thì điều này mới thực sự là đáng sợ, bởi vì nó xảy ra nhan nhản. Có nhiều người không biết vì sao mình đang thuận lợi lại vào cái thế bí, mình đang thắng mà lại trở thành thua. Tất cả mọi thứ đôi khi chỉ được quyết định bởi một lời dỉ tai. Đây thì tôi cũng liệt kê vào những cái đòn bẩn, những cái cách hạ bệ đối phương không phải bằng vũ lực mà đôi khi là bằng cái mồm. Đến giờ thì các bạn đã biết vì sao VFF không tự hào và không truyền thông cho hai cái giải mà họ nhận được, đó là Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất trong năm của Đông Nam Á và Liên đoàn bóng đá tiến bộ nhất trong cái nhóm dưới của Liên đoàn bóng đá châu Á. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là chỉ trong vòng khoảng tầm 3 tháng thì đã có 3 vụ xảy ra và đều liên quan đến cấp từ phó đến chủ tịch. Đó là chuyện Bầu Đức với Bầu Tú, đó là cái băng bẩn của ông Dương Văn Hiền với ông Trần Mạnh Hùng là phó chủ tịch của VFF, và tiếp theo là ông Nguyễn Xuân Gụ, phó chủ tịch của VFF. Và chúng ta đã thấy rất nhiều người đã phải rút lui hoặc từ chức.
sắp đại hội rồi cho nên là người ta đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể mang lại lợi thế cho mình và có thể giúp cho mình thắng được trong cái cuộc cạnh tranh với các đối thủ. Và có một cách cực kỳ hữu hiệu, đó là hạ những đối thủ trực tiếp của mình. Cho nên là ở đây chúng ta có một cái để tư duy logic. Ai là người bị hạ thì câu hỏi đầu tiên về thủ phạm chính là khi mà mình bị hạ thì ai là người được hưởng lợi lớn nhất. Nhưng mà điều này là điều không dễ, bởi vì nói thật là có nhiều người họ mượn đao giết người, đúng không? Giết người và giấu tay. Và với những người như thế thì thực sự là ở bóng đá Việt Nam của chúng ta thì không hề thiếu. Và nói thật thì ở trước mỗi một kỳ đại hội thì chúng ta biết là có những cuộc vận động, có những cái mưu hèn kế bẩn rất là nhiều. Và tôi tin là không ai trong giới bóng đá có thể biết hết được. Và nếu mà có biết đi chăng nữa thì tôi nghĩ là họ cũng không bao giờ dám kể hết. Thì nhân đây thì cũng xin được ôn nghèo kể khổ một tí. Là đấy, tất cả các bạn đều thấy với dân bóng đá với nhau chúng ta đã thấy nguy hiểm như thế rồi, thì những người làm báo như chúng tôi nói thật là còn nguy hiểm đến nhường nào nữa, đúng không ạ? Vì nói thật là chúng tôi cũng có rất nhiều những kẻ thù. Với tất cả những người mà được đề cập một cái cách không được tích cực lắm, không khen họ, bây giờ chúng ta chê họ thẳng đi, thì chúng ta thấy là chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta có thể là bị nhận những đơn kiện, hoặc là chúng ta có thể nhận những cái đòn bẩy. Đấy là điều cực kỳ nguy hiểm. Và chúng tôi chỉ có một cái duy nhất thôi, đấy là sự ủng hộ của người hâm mộ. Và nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy rất buồn khi những hooligan, thậm chí là rất nhiều những người đội lốt cổ động viên các đội cũng dọa này dọa kia. Nhưng nói thật là đôi khi cái công việc của mình nó cũng trau dồi cho mình, nó cũng rèn luyện cho mình thêm bản lĩnh. Chứ nói thật, nếu như mà chúng tôi mà sợ những cái lời như vậy, những lời gọi là dọa nạt như vậy thì chắc là không thể theo được nghề. Và các bạn cứ để ý mà xem, ở làng báo ai là người chống tiêu cực mạnh nhất thì người đấy chắc chắn là người có nhiều kẻ thù nhất. Và suy luận một cách logic thì họ là những người nguy hiểm nhất. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn tất cả các bạn, và hy vọng rằng các bạn sẽ là điểm tựa tinh thần cho các nhà báo thể thao để họ tiếp tục vạch trần ra những cái sự thật và giúp cho bóng đá Việt Nam của chúng ta chọn được đúng những con người tài đức để lãnh đạo nền bóng đá của chúng ta tiến lên. Vì hai thứ rất quan trọng, một là cái này và hai là cái này. Hôm nay tôi mặc chiếc áo này là hoàn toàn có chủ định. Tôi cũng mong muốn gửi đi một thông điệp là chúng ta tất cả hãy cố gắng làm những điều gì tốt đẹp nhất cho bóng đá Việt Nam và góp phần cải thiện hình ảnh của đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.